bữa nay em cũng đâu có phục nó ở đâu lắm rồi em. Em chào tất cả anh em luôn nha. Hiện tại mình em đang ở anh em luôn. À, đây mới từ trận nhà kia là anh ba. Chào anh em luôn. Chào tất cả anh em. Rồi hiện tại mấy anh em mình đang ở thuộc xã Tân Lý Bông, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang nha. Khu này mình đi khu khác nha. Khu này khu vực mới xạ. Thấy có cái mấy cái bờ cao. Ở đây những cái mấy cái địa ở giữa ruộng nha. Anh ba với anh Trần nói mấy khu địa giữa ruộng này nếu mà có hang nè là khả năng có rắn nè, tại vì nó ở cái giữa ruộng nè, nó vừa cặp mấy mé ruộng nè, khi mà ở đây xúc lúa thì nó sẽ vô nè, nó sẽ vô mấy khu vực này để nó trú ngụ nha nè. Thì đây có hang có dấu, mình quay lại cho anh em xem nha. Ê trời ơi, dạ cái gì vậy, nó bay lên luôn đâu nè. Trời ơi, cao nè, cao một xíu là ok. Còn cái da là một kèo nè, cái này hơi thấp nè. Một cái hang trộn do luôn à, mà mình không biết cái hang này hang rắn hay hang chuột à. Để anh ba làm ảnh coi. Để anh ba coi đi trước đi ba. Đốc nước ơi, nó trộn do luôn á. Hả? Rõ rồi. Nó vô gì? Vô anh ép vô nè. Phải không? Nó trộn do đúng không? Thầy nào vô anh chút nè. Ôi qua, đập nó ra. Hả? Bà cao rồi, hết ráo luôn, con bà này cao à. Con bà mà. Này có lùm anh bà. Nó khô mà nó tròn do luôn, còn hang chuột đâu có tròn vậy phải không? Ừ. Nó không bự kìa, dạ. Lúc đầu. Trời ơi, lúc đầu, ông ơi. Đi nữa không? Không. Đi nữa. Rồi lúc đầu. Mà đã không biết có dấu rồi. Rắn rồi mày. Rồi hết lằn luôn rồi. Cũ rồi mà. Cũ rồi mà. Rắn quần. Này có hèm không? Chuột mà không có nè không? Cứt hết ông nội ơi. Thằng ơi, con hổ mày nè. Con này là ngoài ký rưỡi nha anh em. Cái bảy phân đó nè. Lột qua thấy bảy chất. Trời ơi ơi. Đang cặp bờ đời chắc cú luôn á. Trời ơi. Để chừng ngày hay ngày gì. Con này là khoảng 1 ký rưỡi cho lên nha anh em. Ướt quá. Ướt mà. Ướt nhem tôi. Cái này thằng này chưa ra. Đông mày ra vậy luôn. Bốn lửa người ta. Ừ. Không biết nó còn trong đây không nha anh em. Bỏ lý vậy nha. Phần này có lý anh em ơi. Thấy đóng phần hơn cái da lọt. Đóng phần hơn cái da lọt. Này còn mới có luôn. Mới một hai ngày bữa nha anh em. Này chà bá. Nó ở trong đây ra nó phần này. Cái này nó mới đầu sáng rồi nãy rồi chứ đâu nghe. Hả? Lồm. Mới cái đầu nãy á. Lồm á. Lủng lỗ luôn. Như khi mới phần hồi nãy luôn hả? Ừ, nghe. Khi mới mấy bữa vô đậm không chừng nữa. Chứ nữa. Mấy không ai vậy mà. Không đã, anh đó nó ra đó mà không thấy. Vô anh lết trắng nhện mà nhập đép nè, ông nội ơi. Anh trắng nhện nhập đép luôn anh em. Anh tắp bớt ra, nó thấy luôn không? Trong đó ra phải không biết không? Không biết nữa, còn ở trong đây không nha anh em? Không còn. Hả? Còn chắc. Còn chắc luôn hả? Không biết đi đâu. Thì tống. Bà nói có lý nha, vô cái bụng bình nha. Còn đi nữa không đó? Được rồi. Hả? Em đã khổ nói rồi. Đây. Hết thằng em. Khổ chuyện mà.
Lết giáng nhọn mà nhỉ. Đép xuống đó anh ba. Ừ. Còn giáng nhọn. Đi qua nè. Giáng nó giáng nhọn. Ừ. Bữa nay còn đóng cho giống đây nè. Con này phải hơn 1,5 kg nha. Dạ, cục phần nóng lạnh đây. Nhưng mà đúng một lỗ hết thành. Vừa lắm. Mới không còn. Trời ơi, ba ơi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị, chuẩn bị. Tan ba. Đây. Hả? Đây. Lấy, ừ, ok. Bị. Đây đây chuẩn bị chuẩn bị. Chuẩn bị làm con đầu tiên anh em ơi. Chắc cú rồi đó. Ở đây nó đi đường nào đâu? Ở đây là hết đường đi rồi, không con này chỗ cũng hang khác à. Chắc cú luôn nè. Hả? Bóng hết hang. Cho nó chạy đông đi. Chạy đông đi. Chứ cho chạy bắt luôn à. Bóng hết hang. Cái này vô trúng cái bà này có lý rồi nha anh em. Bà này. Ở giữa. Ở giữa hai bên đồng ruộng không có giữa con cái nhân. Không có rắn nhân nữa. Hết hang. Ôi nó ấy hết hang luôn nha anh em. Bịt hết hang luôn. Hết hết hang luôn nè. Ăn bít hết hang luôn. Bóng bóng hang đây một lụm hang. Ăn khô, ăn khô mà nó làm bóng lưỡng luôn. Ôi nó đắp cho chạy luôn. Chuyện chạy xuống đường nước á. Trước đâu được một mình ha. Ừ. Trước đi qua đây được một mình. Cẩn thận. Chắc được chứ không có thấy luôn. Cái gói đùi ta. Ừ. Còn lại cái nằm trong mình bự quá nè. Bự lắm. Cứng. Ôi. Chưa. Còn xa gì anh em ơi. Trời ơi, hang này cùng nha anh em. Trời ơi, cái dấu yếu của phân nóng lạnh luôn. Nó mới ra rồi. Tiếp tiếp. Đừng đi tới nó quá đi. Cô chừng đạp mấy hàng. Sực tỉnh nó ra. Ra. Em không bận nha. Cái hàng đã nó đi rồi, là ở trong đó mà nó đi hai mấy ngày mới đi qua, mới đã, cái hàng cạn quá, nó còn nhem luôn. Do cái bò này cũng không được là dở lắm. Một cái bò mua duy nhất à, tầm khoảng 200 m này. Khỏi cần giấu luôn, không bằng lắm mà. Ừ. Hàng giấu nồi rồi. Hàng nào cũng giấu luôn đó. Này, tiếng ở đây dưới đây còn lâu dữ lắm. Nhiều khi nhiều con chừng.
Bên còn. Giờ này chắc nhiều khi nó về rồi chứ. Giờ này 3 giờ. Nhất hả? Nó bằng tròn cái cục đất luôn mà. Ủa trời, thế vậy á, 7 phần có lý quá. Phần còn đăng ký rưỡi chứ lên. Cái ngon. Luôn. Ơi. Còn đâu rồi, mình đi luôn ta. Đâu mà đi luôn. Đâu. Sẽ rụng lên này ăn lúa anh em. Nóng được tủ tủ không mà dùm lum ra luôn á, hang nào không có dấu á. Còn con hử? Còn con biển, còn con luôn. Đây có rắn nhiều quá, có nhiều mày rắn bự hử? Có mày nè, bự nè, cái này bự như đáo rồi. Mấy con, bị mấy con ăn. Còn. Con không hả? Chạy ra thoát. Không bị dài nhét nữa. Chạy ra. Chết luôn. Lớp. Chạy ra dưới kia. Rồi nóng được dần. Ủa không. Nguyên, hồi nãy đi chạy coi nó có đen không. Đen quá.
Giờ lại đi ăn hả? Nhiều khi nãy phân nó còn ướt ra, như vậy. Ướt. Nó đi từng ten đâu. Ngược cái xuống vậy đi lên. Tổng. Không ở dưới á. Cạnh dưới. Lắm. Ôi cái trứng. Phòng dịch đây nè. Bể trứng này nè, giờ còn trứng bể đây. Trứng hả? Ủa? Rồi đã bể rồi, trứng rồi đây ơi. Lụm hót về. Lụm hót về về chiên luôn anh ơi. Nhớ hình trời. Vô máy này nó mát cái kính này. Bóng không? Bóng á? Không vỡ. Không vỡ à? Đổ vui nè. Đổ. Đó. Đổ. Ở đống phân nha Nam ơi. Đổ đâu? Phần rồi cái đống phân ngóng lạnh. Đống phân mới cũ nè. Đống phân cũ nè. Đống mới. Này đống cũ nè Nam. Hết đây rồi. Đụng cho không may nào phải ký vũi cho đây. Hết đây. Cái dấu này chỗ hồi nãy. Chỗ ngon lắm nha anh ba. Ba nó còn ngon. Dấu rớt đồng hàng nãy nè. Rớt hàng. Ừ. Đây nè. Nó hàng hàng đang đào nè. Cái dấu rớt này nè. Nè. Kéo vậy. Ở ngang kìa. Mấy hàng dòng đây không? Hàng này có hàng kia. Chụp bỏ đi tao. Bỏ đi tao. Không thấy con nào. Ừ. Không có giống mà bắt đằng bằng hả? Tại đất này đất khô quá khô. Không có dấu nữa, mang rắn mới vô không thấy dấu nữa luôn. Nó chỉ ở vài bữa mới thấy có dấu này. Gì vậy anh ba? Không có nhìn. Không thống. Chỗ nào có nó chứ. Ngày này vô cùng mới lắm à. Cái hàng nào qua đây không? Chấm bụng mình. Biết chưa bị hàng đâu. Đang qua ruộng. Bên kia. Đang qua ruộng rồi. Ờ rồi. Lượng trên á. Ồ cái dấu hết thân rồi nè mày. Chứ không? Có dấu.
à. Có dấu lết à. Hai tầng như trên trời ơi, đâu xuống nước luôn trời, xuống nước lên trận ơi. Ngặt vậy. Để xuống nước luôn. Ngầu không? Đi cắn chờ chị dâu mình bà. Ôi ơi, không biết nói sao. Chị dâu về không có cắn luôn. Dữ khỏe lắm. Ê vậy? Dạ. Cái gì? Ôi, sạp ra vậy? Sạp. Khè hả? Khè hả? Ôi ơi. Ôi ơi. Sạp ra vậy anh ba nghe. Ê ê ê, nó ở dưới nhà nè em. Ôi đâu thấy nó đâu? Dưới hàng cầm phải không? Rút gạo vô lấy dấu ra kì á. Là nó ở trên phải không? Ừ. Đây, đâu dưới đây nè. Rồi. Nó kìa đó kìa. Đâu? Thì ra. Trên ở dưới. Coi trên ở dưới, coi dưới đây. Ông nội không giúp một tay vô nữa. Ai ai trừng ở trên á, ở trên đi. Lấy cái dao, kéo vô cái đi hả? Đừng lấy dấu nữa. Cái dấu gì vậy? Dấu gì nữa? Sao nó nằm trống ngấu vậy? Nó khì khì giống rồi. Khì khì trống rồi. Có phần rồi anh em. Ở đây nè, lên đi phụ anh. Thế qua đó hay vậy? Đang qua đó đó. Đi. Qua đây luôn nè anh ơi. Ừ, nó kè cái khi luôn á. Hù đưa tay vô móc móc rồi thới con chuyện rồi. Ăn rắn này nguy hiểm nha nè. Khỏe gì vậy bà? Khỏe. Có khi vô không biết bự hay nhỏ. Ừ. Tự anh ba ơi. Đó, nó gần ngáy lên á. Gì vậy? Khi không biết kiện nào, có cái thằng dưới gì á. Ba hang à. Chụp lên này nè, nó có dấu nè, nó cất lên, cất lên này đó. Ba hang. Đừng dò với ba ơi. Thôi nó nằm ở bên kia anh Trạng ơi. Anh coi. Đó, ơi, ở dưới nè. Dạ. Khè, nó nằm ở dưới, nằm dưới. Dưới. Trời ơi, nó khè. Làm cái bình quậy sao. Ê, ơi, xe nè. Nó xe dưới. Ôi, nước đó. Nước đó, anh Trạng, nước luôn. Nước, ăn nước, ấy xăng bự đi. Anh ăn nước rồi. Nó nằm xuống nước luôn rồi đó. Này, nước xà, anh ta bơm nước lên nè. Xuống hàng nước rồi. Mấy cái cây khỉu lên. Trốn mà. Nãy buông chỗ này nè. Mình động nó lúc vô nè. Động lúc vô. Chứ nó đâu ăn nước đâu. Tiêu luôn rồi. Chỉ có này cả. Rồi em. Chẳng ngắt hết rồi luôn đi. Đừng cho cháy. Ông trơn nó từ từ. Đây nè. Móc ra giữa mình, nó thấy móc ra giữa mình đi rồi nè. Chưa. Rút mất tiêu rồi. Rút mất tiêu không thấy luôn rồi. Ấy là bự. Nóng lạnh rồi nè mày. Ở ngoài á, nó ăn thuốc rồi luôn. Rồi nào mà đụng đầu vô nè. Nó phóng rồi. Gì ta? Tạt nước là bắt nó luôn rồi. Mọi giá bắt luôn, thấy nó rồi. Thấy nó rồi. Nó chút qua bãi chưa? Mà lấy nó mất luôn. Ê, trời ơi. Dạ. Cái gì vậy? Nó bay lên luôn. Đâu? Nè. Ờ ơi. Sao vậy? Ờ đi đây nè. Không đi ý nữa. Ờ ơi, làm giật cái mặt. Anh thằng ơi. Nó bay lên luôn hả? Bay lên luôn nè. Nè cái cây nè, cái cây được không? Đây. Được cái mang nè. Đây. Đây này. Trời ơi, anh em ơi. Rồi nó bay lên luôn. Má ơi. Lên luôn hả? Lên luôn. Trời ơi. Trời ơi. Hết tay luôn. Được. Ờ rồi ông ngồi ơi. Ờ rồi nó bay lên mình sát mình đang đắp cái lỗ này. Nghe cái giò đạn mình mới bước ra. Ghê vậy? Trời ơi ông ngồi nó có tám không? Đâu tám, tám vừa tới. Quá trời quá đất kìa anh em ơi.
Ừ rồi. Mày giữ hả mày? Ừ rồi. Rồi. Đáp à. Ừ rồi. Anh Kiết ơi. Rồi đem lên, đem trên đi. Ừ rồi. Ừ rồi, nó trời nó giữ kìa anh em ơi. Quá trời quá đất rồi. Leo leo qua đây. Lấp đây. Hả? Bắt 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 đi. Ơi. Ơ ngàn quá anh em ơi. Nè. Em coi cái này coi. Ôi, trời ơi, dữ lắm ạ. Dữ lắm nè. Ừ. Làm giật mình muốn bay cái dục cái máy luôn nha anh em. Nè. Trời ơi. Lụm. Ghê con này sắp chì anh em ơi. Sắp chì nó ngung. Trời ngung. Trời ơi. Đó trời. Lụm 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 con nha anh em. Nó trên xuôi nước. Bà khì vô cái dây khì 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 ớn. Sắp chì. Quá nó làm hết hồn, một phen phen hết hồn phú vía luôn. Ngay chân, nó bay ngay chân luôn hả? Ngay chân luôn. Mới vừa rút hả? Ừ. Ừ ơi. Thắng lại của đồng ghê ta. Quá lẹ quá vậy. Thắng luôn đó. Làm giữ nóng lạnh luôn. Quá trời quá đất rồi. Mày giữ. Mày giữ hả mày? Gần 8 lạng, con này 7 lạng, 7 lạng giác anh. 7 lạng giác. Ồ, nhỏ xíu, 7 lạng, được. Này nhì vô nè. Đi vô anh ta. Còn cái hang đi ra nè. Bên đây làm như cách khác hay gì, anh Trần nó có dấu ở đây nữa nè. Bên đây cái hát con ba đang đào bên ngoài cho anh Trần. Đây con nè, còn ngách bên đây nè. Bên đây bên kia anh Trần có cái dấu này nè. Cái nãy mình mới vừa lấy cục đất mình lắp lại cái ngách này mình đang đứng ngồi đó. Ở bên đây trận la một cái một rớt cái máy luôn. Mình đang ấy mình mới lùi lại một xíu. Đầu dưới bung lên. Ừ dưới nó bung lên hết nói thiệt chứ. Ừ, thật là nguy hiểm quá đi. Dạ. Ờ bắt hết rồi đúng không? Rồi còn tới miếng nước không? Xong rồi đó. Cứng thế cứng gì? Lý nữa không? Mới kia vậy, cái hang đâu? Ờ, hang. Đúng rồi đó, đúng không? Đúng không? Cách đi được không? Coi thằng đó.
cùng luôn. Đây, còn bên đây còn có dấu nữa nha. Bên này có ngách khác còn có dấu nữa. Khả năng còn một con nữa anh em ơi. Rồi, hơi dấu. Cũ mới đâu có luôn. Phải không? Có cũ nữa phải không? Ừ. Rồi, hấp luôn. Tôi kỹ anh ba. Có cái tre này. Mấy con luôn. Có anh kia không? Rồi. Gì vậy? Một cái lông nước. Tại ơi, phải cái lông nước văng không ơi. Đang sẽ xuất khi huyết thì nằm. Thấy không? Ở đây. Hả? Mấy nè. Trời ơi, cái dấu nè. Ai dấu lên thì cái đường dưới nó lạnh luôn. Ở trên đây nữa nè. Kinh luôn. Nó nóng quá trời. Ê! Ê! Lộm sáp nha anh em. Ừ, nó quấn nè. Mình rút đâu rồi, rút đâu rồi. Lầm đó rồi. Đây. À, từ từ bắt luôn đi. Để bắt đi. Dừng luôn. Ơi. Ê, chỗ ra gì? Ê. Ô này nhỏ anh em ơi. Này 6 lạng à. Hả? À? 6 lạng không? Hả? À? Nhỏ hơn con nãy à. Ờ, sắp vàng. Cho bò. Đuổi kìa. Ồ. Nước dần dần mất. Gì? Ý. Trời ạ. Dặn luôn. Rồi không? Trời ơi, hết trời màng không? Hết trời màng. Hùng hả? Hùng hả mày? Hùng hả? Đây nè. Ôi, đẹp em Nam ơi. Ở này sắp cho bò nha Nam. Bò. Ừ, ôi, hay quá. Và nó thả dưới lòng không số đảo ráo luôn. Ôi. Không bao giờ bỏ lầm. Không. Ừ. Ghê không đẹp quá anh em. Lầm anh em ơi. Yeah. Cặp. Nguyên cặp luôn. Chị nãy về thưởng quá. Nè. Ôi. Trời ơi, ỉa cất dạ anh mà bắt được sáp, cặp sáp. Dạ rồi anh đây nè. Hả? Dạ rồi anh vòng đây nè. Vòng đây phải không? Làm như ở đây sáp nó ở dạ nó đi á. Trời. Lượm con nữa. Hay nha anh em. Đây cần nữa nha.
này chắc cũng 7-8 lạng đổ lại. 6 lạng. Bỏ chung luôn đi. Trời ơi, tao phụ cái mang lên tổng nội. Quá hai con. Hai con này nó giữ nóng lạnh tới luôn. Anh này bắt cặp quá. Bắt cặp. Đang bắt cặp. Con kia đang để nó ở trên đây nè mà bắt động nó xuống hàng nước được, còn một con ở trên đây. Cái lúc mình ình bu nha cái này nè. Mình động nó chạy vô. Giấu quá trời giấu. Vô. Nãy con kia. Nãy kia mấy lạng? Kia 7 lạng, 7 lạng, 7 lạng giác. 7 giác hả? Mấy cân. Cân hả? Chưa, để lấy cân. Kiếm thêm nữa thì chứ ba. Tình tới 3 là sao? Ờ, đều 3 con, 4 con gì, cái gì đâu. Thường. Kỳ 2, kỳ 3. Alo ạ. Một ký tư 50. Ừ, đúng rồi hả? Rồi, vậy được ký tư. Ký tư. Vậy con không sao, nó muốn tìm tèm luôn chứ. 7 lạng luôn, hai con bằng nhau luôn anh em mình. Hai con bằng nhau. Hai con ký tư, con 7 lạng. Con nhì. Đẹp luôn. Bây giờ đi xuống dưới còn khoảng 100 mét nữa, ráng kiếm con hổ dện nè. Hổ dện mất tiêu luôn. Sáp là cái hang đó con hổ dện nó có vô mà con sáp nó ở rồi, hổ dện đi rồi nha anh em. Nguyên cặp dện, nguyên cặp sáp nó vô quần ổ. Hồi nãy bắt cặp hay đẻ lắm. Để hai cái bãi phần nóng lạnh coi. Rút lặng á. Nó chạy ra chắc cùng. Nhìn. Nó ra. Đây. Mới à? Mới rồi. Có mới không? Đây nè. Này mới không? Từ, từ bị thương. Luôn. Vậy. Nó quần dữ thiệt. Hang nào có giống á. Nhưng hôm nay á, nó mới á, đúng rồi anh em.
Trưa hả? Ừ. Trưa chắc đi ăn quá thôi. Ơi, nó sẽ đi vòng vòng kiếm nó có đi ăn. Nó nằm trong đó luôn. Ừ, nó ra luôn đó. Dạ. Không còn. Rủi anh bà cứu hộ. Hả? Bảo. Còn ngồi thù nó phải chặt bá luôn. Bá cái con hả? Trời ơi, lên rồi. Ê, ăn con gì hả? Nấu con gì hả? Đẹp trai. Ê ơi. Đang ngồi vô nằm luôn nè. Đang ăn người luôn. Trời ơi, nhức mỏi mà nói ra nè. Ôi, vô ăn hoành luôn. Trời ơi, nói ra. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi.